vai nè, mình xối xối mình trung bấm vô cho anh thử. Bấm vô. Móc 390 nè. 390 à. Trúng với bả, với bả à. Bả. Bả hơi tờ. Hôm qua mới trúng đây hơi triệu đây, hơi tờ. Đâu, chết. Hôm qua lấy 10 tờ, bữa nay trúng là 3 tờ. Bả 3 tờ 600. 600. Một tử mà em. Nè, hôm nay em ở tình bình trời phải không? Chí nè, hôm qua em trúng đầu nè. 390. Nè, 390. Ngày 3 tháng 11 hơn 2023. À, vậy hôm qua lấy 3 tờ, lấy hơi tờ phải không? Ừ. 390. 390 nè là con số này báo. Ngày 3 tháng 11 nè. Báo số. 390 nè. Hôm qua ông báo cơ lái 290 không? Này. Đó. Hôm qua em trúng đầu năm trúng nữa. Không. Không wow, tờ phải không? Là không biết à. Không. Đó công nhận hay nghe chứ. Hay chứ. Không hay. À quả mà mà trúng vậy bả chứ phải giận nè. Anh lấy 10 tờ nữa à. À trong tiền nhà anh lấy tiền có bạc tiền nữa không mà cái xét chung. Mà cái xét luôn ạ. Bấm mã cái xét luôn. Đấy mã cái xét chung. Đúng chưa? Đúng chưa? Trầm vòng luôn. Ê, giống hay nghe chứ. Bây giờ với bả với nam rồi thì lần lần nó lăn lăn chứ. À, mà. 390 ạ. 390 nè. 390 số lớn mà số không lái chứ mà số tờ chứ. 99 nó cũng lo đó hết à. À. Hôm qua xé, hôm qua số không có nhiều, bữa nay nhiều nè. Hôm qua nhiều, bữa nay số ít nè. Ủa. Trúng một số nó đâu? Dây súng rồi, số dữ à? Số đậu mấy tạ, wow, số mẫu một tạ, hơi tạ chứ? Hơi tạ chứ? À, hơi tạ. Rồi rồi, có bán nha. Trăm trăm trúng. Mưa mưa mà không vô, không đi đạo, không đi chung nữa. Ê quá, số không hay năm rồi chứ. Trúng mà 600 khó lắm nghe mày. Trong dĩa đâu. Trời ông biết mua giấy số từ khi nào không mày? Biết mua giấy số từ khi nào nên má chơi thôi. À đi lòm ân rồi đánh mua chơi. À đi mà mua thôi chứ ông mà đâu không có bón đâu mà đó không? Ít có không? Lâu lâu mấy bà sẹt có đó không? À có bán nghe. À. Đâu quý vị anh chị nha. Đó anh đó thì hôm qua mình có quay anh trúng gia nam cái thẻ ngang hôm qua nó trúng gia nam hơi triệu mà nè trúng 3 tờ hôm qua nó mua ở đây nè trúng 3 tờ nữa quả má trúng 600 ngàn nữa quả đó này nó mới đi đó chứ còn hơi tờ nữa hơi tờ mua à bán hết qua bán số hết luôn mà à bấu hư mét con rồi xoan mét ra hay gớm chứ dạ nó mà nó hơi trúng hơi chiều sáng mình mua miếng mà chưa thấy vô xém vô mà này đứa xém người như nhất nè đó 390 nè ờ dạ dạ ý nè rồi quay quý vị anh chị cô bác mình xem đó rồi đến nay mình cũng xin tạm dừng video cảm ơn quý anh chị có theo dõi video của mình cảm ơn rất nhiều à. Chúc cho anh chị cô bác may mắn phát lộc phát tài à.